chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 21 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỉnh Hưng Yên gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan tặng quà Tết cho các đoàn viên công đoàn tại tỉnh Hưng Yên. Đến hết năm 2023, tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng được trên 2.700 ha đất để thực hiện 400 dự án. Đa dạng các sản phẩm OCAP phục vụ thị trường Tết. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình lưu giữ hồn quê liên tỉnh giữa hai địa phương của tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024. Sự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và của tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng cơ hội, đạt được thành tựu phát triển đáng khích lệ khá toàn diện trên các lĩnh vực, là điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế quốc dân. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra. GRDP tăng 10,05%, bình quân 3 năm 2011-2013 tăng trưởng 9,91%, vượt kế hoạch đề ra, đưa tỉnh Hưng Yên vươn lên xếp thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng với đó, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và kỷ cương pháp luật được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện, ô nhiễm môi trường từng bước được xử lý, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện nhiều chính sách, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cùng với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, quan tâm tuyên truyền sâu rộng, đậm nét các sự kiện chính trị văn hóa lớn của tỉnh, phản ánh kịp thời đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cổ vũ động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua, đồng thời đóng góp một số ý kiến đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Thay mặt các cơ quan báo chí, đồng chí mong muốn lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Sáng nay, tại huyện Văn Giang, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đoàn đã trao 100 suất quà Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với tổng trị giá 130 triệu đồng cho những công nhân lao động đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Văn Giang, huyện Quế Châu. Trong đó, một suất quà gồm một phần quà trị giá 300.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chúc cán bộ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bước sang năm Giáp Thìn 2024 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, đồng thời mong muốn công nhân lao động tiếp tục quan tâm, nâng cao trình độ tay nghề, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí mong muốn các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức chăm lo Tết cho công nhân lao động, tạo động lực khích lệ động viên công nhân lao động làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau đó, đoàn đã đi tham quan một số mô hình trồng hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết tại thị trấn Văn Giang, xã Liên Nghĩa, xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Đoàn công tác bày tỏ vui mừng khi chứng kiến nhiều loại hoa, cây cảnh có giá trị đã được nông dân nơi đây phát triển thành công, mang lại giá trị kinh tế cao.
Thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2023, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị tư nhân và đạt kết quả tích cực. Trong năm, toàn tỉnh thành lập mới được 28 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, bao gồm 4 tổ chức cơ sở đảng và 24 chi bộ trực thuộc, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân toàn tỉnh lên 222 tổ chức, gồm 79 tổ chức cơ sở đảng và 143 chi bộ trực thuộc. Kết quả này đã đạt 93% chỉ tiêu đến năm 2025. Trong đó, huyện ủy Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ và Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Riêng thị ủy Mỹ Hào chưa đạt 50% chỉ tiêu. Về kết nạp đảng viên, năm 2023, toàn tỉnh kết nạp 284 đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, vượt trên 70% so với chỉ tiêu được giao. Huyện ủy Phù Cừ, Ân Thi, thị ủy Mỹ Hào là những đơn vị vượt cao so với chỉ tiêu. Đáng chú ý, trong đó có 13 đảng viên mới được kết nạp là chủ đơn vị kinh tế tư nhân. Đến nay toàn tỉnh có gần 2.500 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, chiếm gần 3,5% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 400 dự án với diện tích gần 4.200 ha. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh giải phóng mặt bằng được trên 66% diện tích cần thu hồi. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng được gần 2.800 ha, trong đó có gần 570 ha đất do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và gần 2.200 ha đất của hộ gia đình cá nhân. Riêng năm 2023, giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 250 ha đất cụm công nghiệp. Trong đó, khu công nghiệp số 3 đạt gần 160 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng đạt gần 170 ha. Một số dự án giao thông trọng điểm như đường Vành Đai 4 giải phóng mặt bằng được trên 195 ha, đường Tân Phúc Võng Phan được gần 160 ha. Một số địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn là huyện Văn Giang trên 980 ha. Đến nay đã thực hiện được 89%. Huyện Yên Mỹ gần 790 ha đã thực hiện được trên 71%. Huyện Văn Lâm gần 590 ha đã thực hiện đạt trên 55%. Thị xã Mỹ Hào trên 430 ha đã thực hiện được trên 73%. Nhờ đó trong năm 2023 đã khởi công được 3 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp cùng hàng loạt dự án giao thông quan trọng như đường Song Hành, đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan. Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp luôn được huyện Yên Mỹ vào cuộc quyết liệt và đạt kết quả chuyển biến tích cực, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ có quy mô 280 ha với tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Diện tích đất cần thu hồi của trên 1.000 hộ dân thuộc hai xã Tân Lập và Trung Hòa. Mặc dù khó khăn do trên 50 hộ không đồng ý với phương án bồi thường, không bàn giao mặt bằng. Song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Sau khi nhận được mặt bằng, chúng tôi sẽ xin giao đất và làm các thủ tục liên quan đến chuẩn bị đầu tư. Và khi các thủ tục đó xong thì chúng tôi sẽ tiến hành triển khai thi công ngay hạ tầng và cuối năm sẽ hoàn thành, và cố gắng làm sao đó trong năm 2026 chúng tôi sẽ lấp đầy được cái khu công nghiệp này. Làm đến đâu thì chúng tôi đều thu hút các nhà đầu tư đến đấy. Trên địa bàn huyện Yên Mỹ có 9 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt tỷ lệ lấp đầy cao như khu công nghiệp Phố Nối A, Dệt May Phố Nối, Thăng Long 2, Yên Mỹ và Yên Mỹ 2. Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ thu hồi gần 400 ha đất với số tiền đã chi trả bồi thường hỗ trợ gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách cho cán bộ nhân dân trong vùng thu hồi đất để người dân tự giác chấp hành, huyện cũng tích cực giám sát, kịp thời phát hiện ra những bất cập về cơ chế chính sách, những vấn đề chưa thỏa đáng trong phương án giải phóng mặt bằng để giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chủ động ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai. Khi cần thiết và đủ điều kiện thì kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế, các chế tài theo luật định đối với các trường hợp chây ì, trục lợi, cản trở dự án. Gần đây nhất, ngày 19 tháng 1, huyện Yên Mỹ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại xã Tân Lập với diện tích trên 1,6 ha để phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh nên chúng tôi tập trung công tác giải phóng mặt bằng
bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động cho người dân hiểu về công tác thu hồi đất, triển khai xuống tận chi bộ và triển khai xuống tận các cái cuộc họp dân, thành lập các cái tổ tuyên truyền vận động. Nhưng một số hộ cố tình chây ý, nên chúng tôi tập trung cưỡng chế thu hồi đất để thu hồi giải phóng mặt bằng và giao đất sạch cho nhà đầu tư. Từ việc giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực, các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ cũng nhanh chóng được triển khai, thu hút hàng trăm dự án đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung, và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau 2 tháng triển khai thi công đường song hành đường vành đai 4 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, đơn vị nhà thầu là công ty cổ phần Lizen cũng đã huy động hàng trăm nhân lực cùng với máy móc thiết bị để tập trung thi công. Hiện nhà thầu Lizen huy động trên 80 cán bộ kỹ sư, trên 120 công nhân cùng 50 đầu máy, thiết bị, chưa kể phương tiện vận chuyển của đơn vị cung ứng vật liệu. Sau khi gộp 2 mũi thi công ở xã Đồng Than và Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, đơn vị cũng vừa bắt đầu triển khai mũi thi công số 4 trên địa bàn huyện Văn Lâm. Đến nay, khối lượng bóc đất hữu cơ lên khuôn đường được trên 80.000 mét khối, đạt trên 10% khối lượng thi công. Đắp cát trên 60.000 mét khối, đạt 8% khối lượng. Nhà thầu đang triển khai thi công cám bốc thấm và các công tác khác. Tuy tỉnh Hưng Yên đã bàn giao 85% mặt bằng, nhưng hiện mới chỉ tiếp cận được gần 50% mặt bằng thi công. Bên cạnh đó, các mặt bằng này lại xối đỗ, xen kẹp, gây khó khăn cho đơn vị thi công. Như tại huyện Văn Lâm, hiện có khoảng 2,5 km có thể thi công, nhưng lại thiếu đường công vụ dọc tuyến nên gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Và các bạn, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Kim Động cũng đã chủ động thiết kế giỏ quà Tết là những đặc sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương với mức giá phù hợp để quảng bá và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Huyện Kim Động có 37 sản phẩm OCOP, trong đó 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 23 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó có nhiều sản phẩm mang đậm hương vị ngày Tết như trà, các loại, nấm dược liệu, giò chả. Thời điểm này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang đẩy mạnh cung ứng nhiều giỏ quà Tết OCOP ra thị trường. Song song với việc chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, thì các chủ thể chú ý đổi mới hình thức, thiết kế bao bì nhãn mác tinh tế mang màu sắc Tết nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Giá cả của các set quà cũng rất linh hoạt, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy sản phẩm. Tương tự như huyện Kim Động, những ngày này, nhiều cơ sở chế biến và cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang được khẩn trương sản xuất đóng gói, phục vụ nhu cầu làm quà biếu của người tiêu dùng. Tìm hiểu và biết sản phẩm OCOP có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất chế biến bởi các chủ thể trên địa bàn tỉnh, chị Loan đã tin tưởng và lựa chọn để làm quà tặng vào dịp Tết Nguyên đán. Thay vì phải đến từng hộ sản xuất, thì nay chị chỉ việc đến gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP để lựa chọn đa dạng các mặt hàng nông sản. Vào mỗi cái dịp mà lễ Tết này thì mình thường chọn những cái sản phẩm của quê hương để mang biếu lễ Tết mọi người. Các cái gian hàng trưng bày các sản phẩm của OCOP ở đấy là đa dạng các mặt hàng, rất là tiện cho chúng tôi. Nhờ tích cực trưng bày giới thiệu sản phẩm tại gian hàng và đi chào hàng ở các siêu thị và các điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP ở các tỉnh bạn, mà đến nay sản phẩm OCOP của cửa hàng Anh Mạnh đã được nhiều khách hàng biết tới và đặt mua. Ngoài bán lẻ cho khách hàng trong tỉnh, anh đang gấp rút đóng gói trên 3.600 kg long nhãn ôm sen và trên 100 kg hạt sen để phục vụ khách hàng làm quà Tết. Người mà con xa xứ thì rất thích những sản phẩm đặc trưng của quê hương, như những sản phẩm OCOP như mật ong, long nhãn thì rất là nhiều ý nghĩa. Người ta cũng thường xuyên gọi điện để đặt hàng.
Dịp Tết Nguyên đán là cơ hội để các chủ thể OCOP mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng đảm bảo nhu cầu khách hàng. Nắm bắt được nhu cầu thực tế đó, ngay từ trong năm, Hợp tác xã chế biến cây quả Tân Hưng đã chủ động quảng bá giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, mới bước vào đầu tháng 12 âm lịch, bạn hàng trong và ngoài tỉnh đã đặt hàng số lượng lớn, gồm 3 tấn nhãn ôm sen, 2 tấn long nhãn, 2 tấn hạt sen và nhiều sản phẩm mật ong, bột sắn dây. Dự kiến, những ngày cận Tết, lượng mua sẽ tăng cao hơn nữa. Thì năm nay là đơn vị nhận được rất nhiều đơn hàng của bạn truyền thống và các đối tác và các cơ quan ban ngành của các tỉnh, nói chung hoạt động hết 100% công suất. Trên địa bàn tỉnh đã phát triển được 5 điểm trưng bày bán sản phẩm OCOP với 68 sản phẩm, bộ sản phẩm của 18 chủ thể. Tết Nguyên đán là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhờ nhu cầu sử dụng tăng cao. Hiện các cửa hàng hợp tác xã đang tập trung hoàn thiện các công đoạn đóng gói, vận chuyển để kịp thời phục vụ khách hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, năm 2023 có trên 900 khách hàng được vay vốn theo các chương trình ưu đãi, hỗ trợ lãi suất. Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ đạt 264 tỷ đồng. Số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 36 khách hàng. Số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt 7,3 tỷ đồng. Thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư số 02 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước, tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế đạt 700 tỷ đồng với 69 lượt khách hàng đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100, dư nợ cho vay đạt trên 300 tỷ đồng với 873 khách hàng còn dư nợ. Cùng với tín dụng thương mại, Ngân hàng Chính sách Xã hội tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách, qua đó giải quyết phần nào khó khăn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác chịu ảnh hưởng của đại dịch, góp phần phục hồi kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, với trên 100.000 khách hàng còn dư nợ. Sáng nay, tại đền Lãnh Giang, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hai tỉnh tổ chức ghi hình chương trình lưu giữ hồn quê với sự tham gia của đội thi phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên và xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên. Đây là chương trình đặc biệt có sự giao lưu văn hóa của hai địa phương gắn bó bên hai bờ sông Hồng và cùng đi vào câu ca. Trăm cảnh, nghìn cảnh, không bằng bến lạnh biển mây. Hai đội cùng tham dự 4 phần thi. Trong phần thi bức tranh quê hương, khán giả được thưởng thức tiết mục hát múa đặc sắc là Hưng Yên quê tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Thạch, lời thơ Vũ Văn Toàn và Quê mình Mộc Nam, sáng tác Sĩ Thắng. Phần thi kể chuyện làng tôi, hai đội mang đến tiểu phẩm hài hước, ngắn gọn nhưng truyền tải thông điệp cuộc sống sâu sắc ý nghĩa về tình cảm gia đình, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương cùng những giá trị văn hóa đặc sắc. Trong phần thi khéo tay hay nghề, hai đội thể hiện phong tục truyền thống trong Tết cổ truyền với phần thi gói bánh chưng. Ngoài ra, khán giả còn được hòa mình vào không khí sôi nổi, vui nhộn qua những trò chơi dân gian đặc sắc, hấp dẫn. Chương trình sẽ được phát sóng và đăng tải cùng thời điểm trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam vào dịp Tết Giáp Thìn. Huyện Kim Động và huyện Ân Thi vừa tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng năm 2024 với sự tham gia của đông đảo học sinh tiêu biểu đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Hội khỏe Phù Đồng huyện Kim Động lần thứ 7 năm 2024 có 4 môn thi đấu là bóng đá, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, thu hút gần 600 vận động viên là học sinh trong toàn huyện tham gia tranh tài. Tại lễ khai mạc, các nghi thức rước cờ Tổ quốc, diễu hành, lễ rước đuốc, thắp lửa truyền thống Hội khỏe Phù Đồng được tổ chức long trọng, sau đó là các màn trình diễn võ thuật, màn biểu diễn aerobic của học sinh trường trung cơ sở Lê Quý Đôn, màn đồng diễn thể dục nhịp điệu của học sinh trường trung cơ sở Lương Bằng. Tham gia Hội khỏe Phù Đồng huyện Ân Thi lần thứ 11 năm 2024 có gần 600 vận động viên là học sinh của 21 trường tiểu học, trung học cơ sở. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh tài ở 27 nội dung của 5 môn bóng đá, điền kinh, bóng bàn, cầu lông và cờ vua. Tại lễ khai mạc diễn ra màn đồng diễn võ thuật karate và màn đồng diễn thể dục của học sinh trường tiểu học thị trấn Ân Thi với chủ đề khỏe để học tập và xây dựng quê hương Ân Thi anh hùng
ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại thông qua hội khỏe của hai huyện nhằm phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, tài năng, có thành tích xuất sắc trong thể thao học đường chuẩn bị tham dự hội khỏe phổ đồng cấp tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.